Rồi. Tất cả các em đã nhận được cái câu của mình rồi ha, mỗi bạn sẽ là có hai câu như nhau. Giờ mình sẽ có thời gian, cô cho mình thời gian là 2 phút nha để các em xem qua hai câu của mình được phân công. Vàng tí mình giải thích với lớp. 2 phút bắt đầu ha. Rồi, ok các em, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần chữa bài ha. Cô sẽ gọi tên những bạn được phân công. Đầu tiên là Long, con số 2, số 3. Câu số 2 chọn litter. Tại vì em dịch cái câu này nghĩa là sử dụng những cái kỹ thuật đúng để nâng những cái đồ dùng lên để giảm thiểu tối đa khả năng chấn thương cho cột sống, cho lưng. Đúng rồi, mấy từ Để còn lại mình dịch use sao đây Long? select là lựa chọn, Damage là phá hủy, và attract. đính kèm. Attract là thu hút nha. Rồi Đúng ở đây thì bạn dịch chính xác là từ lift là nâng lên, mình nói là sử dụng những cái kỹ thuật đúng cách để mà làm gì đó, những cái món hàng này nè thì nó giảm được nguy cơ là mình bị chấn thương lưng. Tức là những cái người mà hay cú pháp thì vừa sử dụng những cái kỹ thuật đúng để mà nâng hàng lên thì nó sẽ giảm được nguy cơ chấn thương lưng ha. Cho nên chỗ này mình sẽ chọn câu B là lift item chứ mình không nói là chọn món hàng. Nhưng cái việc chọn thì nó đâu có gì mà chấn thương được đâu em. À, phá hủy món hàng không được, attract là thu hút, mình phải thu hút một người nào đó chứ ai mà thu hút một cái vật vô tri như món hàng. Cho nên ở đây mình sẽ chọn câu B. Rồi câu số 3 luôn em. câu số 3 chọn A local. Vì sao Em đây? thấy là sau sau ôn đi à, thì nó thường là một danh từ mà ôn là số nhiều nên em nghĩ là sau nó ép được. Em Rồi, chọn vậy mình đã A. có danh từ rồi đúng không? Cho nên là trước danh từ mình cần gì đây? Là tính từ em. Đúng rồi, chính xác. Ở đây các em lưu ý cho cô nha, có cái từ ôn. Ôn là tất cả gì đó, như bạn phân tích thì đúng nè. Sau ôn mình cần một danh từ. Vậy ở đây chúng ta đã có danh từ rồi, là cụm danh từ nè. House là danh từ, guidelines cũng là danh từ. Thì danh từ cộng danh từ thì nó sẽ tạo thành cụm danh từ. Vậy đây mình có từ health guidelines là những cái hướng dẫn sức khỏe. Đúng chưa? Vậy thì ở đây đã có cụm danh từ rồi. Vậy trước danh từ là mình cần tính từ. Bạn nào không biết tính từ thì tìm Dolly cho cô. Vậy tại vì Dolly là trạng từ mà trạng từ bỏ ly thì được tính từ. Cho nên mình có tính từ là câu A. Nha, nhà hàng này là phải follow, là tuân thủ theo những cái quy tắc về sức khỏe ở địa phương. Chọn câu A nhé. Rồi, tiếp theo bạn Khang câu 4, câu 5.
Cô là câu 4, chọn câu A. Về theo em dịch là cái dịch vụ ăn uống sushi này nó luôn sẵn sàng cung cấp các thực phẩm xuất sắc cho những cái sự kiện đặc biệt của bạn. Rồi mấy cái còn lại mình dịch sao đây Khang? Câu B nghĩa là tài giỏi khéo léo, câu C là hoàn thành, câu D là ngon. Đúng rồi, ha, dịch chính xác. Ở đây skillful là mình có danh từ skill là kỹ năng, skillful là khéo léo, giỏi về cái gì đó. Ha, complete là hoàn toàn và delicious là ngon. Ở đây mình nói là cái công ty cung cấp thực phẩm này thì luôn luôn gì đó để mà giao những cái thức ăn cho những cái sự kiện đặc biệt của bạn, phải luôn luôn gì, luôn luôn sẵn sàng để giao thức ăn đến những sự kiện của bạn, cho nên chỗ này mình chọn câu A là nó phù hợp nhất nè Khang. Rồi tiếp theo câu số 5 Khang. Câu năm chọn câu C là vì vì sao mà mẫu từ là chúng ta cần tính từ và danh từ, mà ở đây có danh từ quay rồi nên chúng ta cần một tính từ nữa, nên chọn câu Đúng C. không? Chính xác, very good. Câu này bạn không cần dịch nghĩa nào, bạn phân tích. Ở đây chúng ta có mạo từ ví dụ mình khi mình gặp nè, the, những cái từ như thế thì sau đó mình cần một danh từ. Và bạn nhìn ở đây cái từ way là danh từ, là cái cách. Đó, vậy trước danh từ là gì? Một lần nữa, một cái công thức ha, mà nằm lòng của mình là trước danh là tính. Vậy tính từ đâu? Bạn nào không biết tính từ thì tìm ly cho cô. Vậy mình bỏ ly. Câu G bỏ ly thì được tính từ. Vậy tính từ là câu C. Nha, practical way, một cái cách thực tiễn. Ha, practical là thực tiễn, thực tế. Cho nên chọn câu C. Tiếp theo bạn Hà, câu 6, 8. Dạ thưa cô, câu 6 em chọn câu A. Tại vì em thấy trước động từ nó sẽ là chủ từ mà có a number of là đi với lại số nhiều nên em chọn câu A. Dạ, nhớ bài rất là tốt. Ở đây các em nhớ một cái công thức không? Mình học rồi. The number of và a number of. Vậy the number of thì nó sẽ cộng với gì? Nó sẽ cộng với động danh từ số nhiều luôn, và động từ của nó cũng là động từ number of, là động từ số nhiều luôn. Danh từ cũng phải là danh từ số nhiều. Vậy sau cái từ number of này, chúng ta cần một danh từ, mà danh từ ở đây là danh từ số nhiều. Đúng chưa? Nếu mà appliance này nó làm danh từ thì nó đâu có số nhiều đâu, nó đâu có s đâu em. Cho nên chỗ này mình biết chắc chắn là cần một danh từ, tại vì đây đã là động từ nè. Ha, công thức của mình là chủ từ cộng cho động từ đúng không? Mà động từ có rồi, chắc chắn trước này phải là một chủ từ. Chủ từ phải là danh từ, mà sau number of là phải danh từ số nhiều. Cho nên nhìn vô đây bạn chọn liền câu A. Nha, giải thích chính xác này nè. Tiếp tục câu số 8 luôn em. Dạ thưa cô, là câu số 8 là em thấy nó có chủ từ, có từ ngữ nhưng mà nó thiếu động từ nên là em loại câu D với câu A. Còn câu ấy không, em loại câu câu D. Còn cái này là nó chia theo theo thời thích hợp á, là em loại luôn câu A tại vì cái này là số ít nên là phải chia cái khác. Còn câu B, câu C là em dịch nghĩa ra là cái phí mà tham gia hội nghị này là bao gồm hơn 20 cái workshop với lại cái mấy cái hội nghị hội thảo nữa nên nó là chủ động nên là em chọn câu B. Very good, chính xác. Ở đây bạn loại trừ ra cách từ từ nhé. Ở đây đầu tiên là bạn chỉ ra cái công thức của mình là chủ từ cộng động từ cộng tân ngữ. Vậy đây chủ từ đã có rồi nè, conference là hội nghị, fee là cái phí. Vậy chủ từ của mình là cái phí hội nghị đúng không? Vậy đã có chủ từ rồi, vậy sao chủ từ là cần động từ? Cho nên chỗ này biết ngay ô trống này cần chọn động từ. Bây giờ bạn loại trừ từ từ. Nếu hiện tại đơn á, thì chủ từ là số ít thì động từ nó phải có s đúng không? Mà coi không có s lại. Câu tri, nếu hiện tại tiếp diễn thì chúng ta phải có cấu trúc là to be cộng với verb in. Cái này đã có verb in rồi nhưng thiếu to be. Cho nên bạn biết bạn loại luôn câu G. Vậy còn be với C, cái chủ động, cái bị động. Mình nói là cái phí hội nghị nó bao gồm cái việc vào 20 hội thảo và những cái hội nghị. Đó, vì thế chỗ này là sao em? Nó chủ động. Cái phí này nó bao gồm cái việc vào. Đúng không? Thì cái phí này nó bao gồm cho nên là sao? Nó chủ động bình thường. Vậy chủ động là mình chọn câu B thôi. Còn những cái này nó mới được bao gồm. Hai cái phí này nó bao gồm những cái vé vào cho cái workshop seminar, cho nên chỗ này chủ động chọn B. Rồi nhớ nha, cái cách mình phân tích như thế này nè, không cần dịch nghĩa cũng được luôn ấy. Tiếp theo bạn Trân câu 10 11. Rồi Trân có đâu em? Bật mic lên nha Trân. Ủa Ngọc Trân Dạ, em mới mở được cái mic. Dạ, Rồi câu 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 10 chọn câu C là phía sau deep fry thì sẽ điền một một trạng từ.
Em sẽ loại câu A bởi vì nó là tính từ gốc, còn câu B là tính từ ở dạng so sánh hơn, câu D là tính từ ở dạng so sánh nhất. Vậy differ là loại từ gì đây cho? Dạ nó là danh từ. Nó là động từ, chính xác rồi, phân tích đúng rồi. Chọn đúng rồi, phân tích sai mới sợ nha. Rồi đúng rồi, ở đây cái từ differ là động từ này các em mình đã có gì? Đây chủ từ, đúng không? Lương của những người quản lý thì nó khác một cách rất là lớn. Ha, cho nên chỗ này mình thấy có động từ rồi nè, thì đi với động từ cần trạng từ thì bạn chọn trạng từ luôn đi. Very good. 11 luôn em. Dạ câu 11 em dịch nghĩa ra là cái thanh thép đó nó sẽ làm việc chặt chẽ thân thiết với khách hàng để thiết lập một mối quan hệ lâu dài. Nên là chọn câu B. Rồi mấy từ còn lại em dịch sao đây? Dạ câu A là gần như hoặc là hầu như, câu C là mới đây, câu D là vừa mới. Đúng rồi, chính xác. Ở đây mình dịch ra tại vì chỗ này là cái nào cũng là trạng từ hết, cho nên mình phải dịch nghĩa ra nearly là gần như. Và ví dụ là ô cái bài này gần như hoàn thành rồi, nearly complete. À, gần như xong rồi. Vậy nearly có nghĩa là gần như nhá. Close là một cách thân cận gần gũi em. Đó, thì mình nói là cái công ty này nè thì nó làm việc hoạt động gần gũi với khách hàng để chi? Nó thiết lập một cái mối quan hệ hợp tác lâu dài. Đó, tức là nó tạo ra sự gần gũi với khách hàng, cho nên đây mình chọn OB nha. Recently là gần đây. Làm việc gần đây với khách hàng không được nha. Newly là gì mới cũng không được luôn, cho nên mình chọn là làm việc gần gũi với khách hàng, tức là nó tạo ra một cái sự thân thiết với khách hàng đó để mà thiết lập một cái mối quan hệ lâu dài, cho nên chọn câu B. Tiếp theo bạn Dung, câu số khoan chờ cô nha, 15 17. Dạ cô, là câu 15 em chọn câu D. Câu D là tại vì ở phía sau đó có chữ lower, nó là cái này thuộc dạng so sánh hơn, thì nó là tính từ thì ở phía trước còn một dạng từ để bổ nghĩa cho nó, cho nên em chọn câu đi. Very good, chính xác ha. Ở đây bạn đâu cần dịch nghĩa đâu, bạn nhìn nè, tại vì câu này là các em mình lưu ý là câu về loại từ nha, những câu loại từ cố gắng nhớ cho cô một số những công thức, đừng có để làm sai rất là tiếc nha. Vậy đây mình có ô trống nè, em cứ nhìn trước và sau ô trống cho cô. Vậy trước đã có to be, vậy đi với to be thì mình cần gì? Cần tính từ, cho nên cái từ lower này nó là tính từ mà nó là dạng so sánh hơn, cho nên tính từ của nó thêm er vào, mình nhớ không? So sánh hơn thì tính từ thêm er, cho nên cái từ lower này là tính từ. Vậy trước tính từ bổ nghĩa cho nó là gì em? Là trạng từ, mà trạng từ có ly, cho nên chọn câu đi thôi. Rồi tiếp theo câu 17 luôn em. Dạ coi là câu 17 em dịch nghĩa thì cái chiến dịch marketing này nó được thiết kế để tiến tới cái mục tiêu là một trong ba cái nhân khẩu học mà chúng ta đã xác định nhận diện được. Thì dịch nghĩa thì cái câu D và C là mỗi nó hợp lý. Còn em lại đã hai đáp án A với B, nhưng mà đáp án C là một, nhưng mà trong hai thứ, còn câu D thì là một mà trong nhiều thứ, cho nên là ở đây có số 3, cho nên em chọn câu D. Đúng rồi, chính xác. Ở đây bạn dùng cách loại trừ nè. Mình nói là cái chiến dịch marketing này nó được thiết kế để nó target. Target nó vừa có thể là danh từ, vừa có thể là động từ. Danh từ cái target gọi là cái mục tiêu ấy, còn động từ là hướng vào đâu đó, nhắm mục tiêu vào đâu đó. Vậy mình nói là cái chiến dịch quảng cáo này nè, nó được thiết kế để nó nhắm vào một trong ba cái nhân khẩu mà chúng ta xác định. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ chọn là each of three. Còn which of three không được. Which of nó phải thay thế cho cái gì phía trước. Còn cái order of thì không có nha. Còn either of thì khi nào. Either of cũng có nữa, nhưng mà sau either of phải là số lượng là 2 thôi. Ví dụ có 2 người đi, thì dùng either of us là một trong hai chúng ta. Đó, còn 3 người thì không dùng cái từ either được, mà mình phải dùng là each nào, một trong 3. Cho nên chỗ này mình chọn câu G nha. Rồi, tiếp theo bạn My, câu 18-19. Rồi, ok, không sao My. Câu 18-19 ha. Câu này thì các em nhìn là câu này là thuộc về về nghĩa, đúng chưa? Vậy đây mình có cái từ critics là gì em? Những cái người phê bình á, food là ẩm thực, những nhà phê bình ẩm thực, thì đề xuất cái bistro này nó đồng nghĩa với từ restaurant nha. Đó, thì những cái nhà phê bình ẩm thực thì đề xuất cái nhà hàng bistro tên này như là một cái nhà hàng mà nó tuyệt vời nhất trong khu vực. Phải, mình vế đầu tiên là những cái nhà phê bình thì người ta đề xuất là cái nhà hàng này, cái bistro này là một trong những nhà hàng mà nó tuyệt vời nhất trong khu vực, đúng không? Vế sau là gì? Hầu hết những cái người dân địa phương á, thì người ta thích cái cafe này, mình không dịch là quán cà phê nha, mà nhà hàng cream. Thì có nghĩa là gì?
Em có thấy là hai vé nó đối lập không? Mấy cái người á phê bình ẩm thực thì đề xuất là cái nhà hàng bistro này là nhà hàng ngon nhất, nhưng mà dân địa phương ở đây á, thì người ta thích cái dream cafe này. Vậy thì ở đây mình sẽ chọn although, đúng không? Tại vì nó mang nghĩa đối lập nhau nè. How whenever là bất cứ khi nào, không được. Although là mặc dù. So that là để mà. Còn among là trong số. Cho nên mình dịch ra thì mình thấy là câu B nó phù hợp nhất. Mặc dù mấy người phê bình ẩm thực là người ta đề xuất nhà hàng này, nhưng mà người cư dân ở đây thì người ta thích cái nhà hàng Cree Cafe hơn. Rồi. Câu 18 xong rồi. Tiếp theo câu số 19 ha. Câu 19 thì Cam nhìn. Câu này mình nói là customer là khách hàng, đúng không? Khách hàng của cái cửa hàng này thì nên yêu cầu những cái assistant là những cái trợ lý ha, nhân viên, tức là khách hàng thì nên yêu cầu nhân viên họ thay vì họ remove product là lấy những cái sản phẩm từ cái kệ mà họ tự họ lấy. Ý người ta là nếu mà muốn lấy cái gì thay vì tự họ phải lấy thì họ nên yêu cầu cái sự giúp đỡ từ nhân viên. Assistant là sự giúp đỡ nè. Cho nên chỗ này mình sẽ chọn câu A nha. Mình cần một cái đại từ phản thân. Vậy đại từ phản thân trong trường hợp này là đóng vai trò như trạng từ này các em. Và nó bổ nghĩa cho cái từ remove nha. Bổ nghĩa cho động từ này. Ý người ta nói là những khách hàng chỗ này thì nên yêu cầu sự giúp đỡ từ nhân viên thay vì tự di chuyển, tự lấy những cái sản phẩm từ cái kệ. À, còn cái từ their own này thì mình phải dùng là on their own. Chứ nó không có đứng một mình. Một cụm của nó phải là on their own nha. Còn them này nó là gì em? Nó là tân ngữ mà mình đã học rồi. Cái cấu trúc của mình là chủ từ cộng động từ cộng tân ngữ. Cho nên nếu mà có tân ngữ thì tân ngữ nó phải đứng sau động từ. Vậy thì trước cái ô trống này đâu có động từ đâu, mình chọn tân ngữ. Cho nên mình thấy câu C là sai rồi. Còn the này là tính từ sở hữu. Mà sau tính từ sở hữu thì phải cần gì các em? Cần danh từ. Đúng không? Mà cái vị trí này nó đứng cuối cùng có danh từ đâu. Cho nên cái ô trống này mình không chọn được con chi nha. Mà chỉ có câu A thôi. Rồi đã câu 19. Tiếp theo bạn Trang câu 20, 21. Câu 20 em chọn câu C vì em định nghĩa của cái câu này ra là doanh thu bán hàng của cái Scoven Product thì đã cho thấy được cái sự cải thiện rõ rệt vào cuối quý trước. Còn những cái câu khác thì dịch nghĩa vào thì nó không có phù hợp, như là câu A là tương ứng, câu B là đông đúc, còn câu D là đa dạng thì Còn nó có không C cái từ có mark em dịch là sao? rõ ràng hoặc là rõ rệt, đúng không? Very good, đúng rồi ha. Ở đây đều là tính từ nè. Mình thấy improvement là cải thiện. Và cải thiện như thế nào? Mình nói là cái doanh thu bán hàng của cái cửa hàng này thì cho thấy một cái sự cải thiện. I respect it là tương đương tương ứng. Sự cải thiện tương ứng là sao? Vào cuối cũng quý học được. Sự cải thiện mà đông đúc càng không. Ha, mình học rồi cái từ crowded là đông đúc, cho nên overcrowded là cực kỳ đông. Thì sự cải thiện đông đúc càng không. Diverse là đa dạng, mình đâu có nói sự cải thiện đa dạng được. Và ở đây cái từ mark là rõ ràng rõ rệt nè, cô đã cung cấp trong cái list từ vựng đó, cho nên chỗ này mình chọn câu C nha, cho thấy cái sự cải thiện rõ rệt và cuối của cái quý này, cho nên mình chọn câu D. Rồi tiếp theo câu 21 luôn đi. Dạ, câu 21 thì mình thấy đằng sau nó là danh từ, thì cái chỗ trống này ta cần một cái tính từ, thì là câu A thì nó là tính từ. Ừ, chính xác, đúng rồi. Câu này là về loại từ nè. Mình thấy là trước câu trống có từ the, đúng không các em? Mà the thì sau nó, sau and the thì mình cần một gì? Danh từ. Và đã có danh từ rồi. Hoặc permit application, cái giấy phép đây. Nguyên cái này là cũng danh từ nha. Permit nó cũng là danh từ, application cũng là danh từ. Vậy hai danh từ đứng kế kết hợp tạo thành cụm danh từ. Vậy đây đã có cụm danh từ rồi. Vậy trước danh từ là gì? Là tính từ. Mà tính từ là câu A. Em bỏ ly nè. Câu B bỏ ly thì được coi là tính từ. Ha. Rồi tiếp theo bạn Lệ, câu 22, 23. Để câu 22, em chọn câu D. Em dịch nghĩa là trong cuộc đàm phán, ông Dubon khẳng định rằng yes, giá sẽ giảm xuống và được thực hiện không chậm trễ. Câu A có nghĩa là kỳ vọng, câu B là thể chế, câu C là cảm giác, câu D là sự giảm bớt. Em Đúng thấy giá là đi với sự giảm bớt nên nó hợp nghĩa. rồi. Ok. Rồi với câu này bạn đã dịch cho mình cả câu và dịch từng đáp án luôn nè các em. Để nhớ cho cô ha, là một số những cái mà nó đi với giá. Khi mà nhắc về giá thì các em nhớ cho cô là gì? Nếu mà nó chọn tính từ thì giá là sẽ mắc nè, giá trung bình vừa phải và giá rẻ. Hoặc là những cái từ chuyên đi với giá là gì? Tăng giá, giảm giá. Đó,
mình nhớ cho cô như thế. Cho nên chỗ này người ta nói là trong cái buổi thảo luận đàm phán thương lượng đó, thì cái ông DuPont này nè, ổng khăng khăng rằng là cái việc giảm giá ha, price reduction, reduction mình học rồi, là cái việc giảm giá thì nó phải được tiến hành ngay lập tức mà không bị trì trệ, tức là phải giảm giá ngay lập tức. Cho nên chỗ này thì mình chọn câu D. Rồi, đó câu 22. Tiếp theo câu 23 luôn nha. Câu 23 là vào sau của họp tiêm vào tuần tới, cô Ly sẽ quyết định liệu thời gian của dự án có cần thay đổi, có bị thay đổi. Rồi, vậy nếu nha, mà câu này em không dịch nghĩa thì em chọn câu C. Vì sao? Nếu mà mình không dịch nghĩa thì mình làm theo cách nào đây là? Dạ thưa cô, là nhà có tôi đến quyết nên là chọn thì tương lai. Đúng rồi, chính xác ha. Câu này nó đã cho mình một cái từ nhận diện là next week, là tuần tới. Thì tuần tới là gì? Là tương lai, đúng không? Cho nên mình sẽ chọn là will decide. Ok, chọn câu C. Rồi, cái câu này là câu về thì nha, ngữ pháp về thì. Tiếp theo bằng anh, câu 24-25. Thưa cô, là câu 24 em chọn câu B, vì câu này là chỉ mối quan hệ nguyên nhân kết quả, và sau chỗ trống là một mệnh đề nên là chọn because, dịch là bởi vì cái bản đề xuất của cái thư viện này chưa được hoàn thành và thời gian biểu của nó không rõ ràng nên là nó đã bị từ chối. Chính xác. Rồi, đúng rồi. Ở đây thì mình cần dịch ra, tại vì mình chọn liên từ thì mình phải dịch ra để mình biết được cái mối quan hệ của nó là gì. Ở đây proposal là bản đề xuất. Thì em thấy bản đề xuất nó incomplete, là chưa hoàn thành, chưa đầy đủ và nó không rõ ràng. Cho nên sao? Nó bị reject. Mình học rồi, reject là gì? Là từ chối. Vậy có phải là nguyên nhân là tại vì nó chưa hoàn chỉnh, chưa rõ ràng cho nên nó bị từ chối. Vì thế ở đây mình chọn because, sau đó là mệnh đề. Chính xác. Rồi, 25 đâu em? Cô là highlight, em biết chọn câu B mà em không biết giải thích. Rồi, giờ hai cái câu này là vậy. Mình nói là as the rental agreement with the speed group is set. Ở đây là set là được thiết lập, ha, được đặt. Mình có động từ expire là gì? Là hết hạn. À, thì người ta nói là bởi vì cái từ as này mình có thể dịch là bởi vì nha, bởi vì cái hợp đồng cho thuê với cái công ty Smith Group này nó được thiết lập là sẽ hết hạn sớm thôi, cho nên là cái văn phòng, những cái không gian văn phòng trống có thể được quảng cáo, tại vì sắp sửa hết hạn thuê với kia rồi, cho nên là văn phòng trống mình có thể quảng cáo lên để ai sắp sửa thuê thì người ta vào người ta thuê, kiểu như thế. Thì cái chỗ này đứng giữa hai động từ set là một động từ nè, và expire cũng là động từ. Vậy thì mình đã học rồi cái form of verb các em. Một số những động từ sau nó là verb không, một số động từ sau nó là verb in, và một số động từ sau nó là to verb không. Nhớ không? Đó, thì cho nên là cái động từ sát thì nó thuộc cái nhóm là sau nó là to verb em. Cho nên mình chọn câu B thôi. Cái này thuộc về ngữ pháp. Nha. Một số bạn nhìn vô thì kiểu như là mình đọc bài quen, mình đọc reading mình quen, thì mình nhìn vô sát và mình biết là to verb không, cho nên mình chọn liền câu B. Ha, sát to expire. Yeah. Giống như cái từ want, vậy đó, sau nó phải là to. I want to go to school. Tôi muốn đi đến trường. Cái từ sát này cũng thế, cho nên nhớ cho cô nha, sau nó sẽ là to verb. Rồi, tiếp theo bạn Uyên, câu 26-27. Dạ, em xin phép trả lời cho bạn Uyên luôn là câu 26 thì chọn câu C, là có nghĩa là trong vòng. Câu này dịch là mọi đồ nội thất mà được mua tại cái cửa hàng này á, thì trong suốt tháng 2 sẽ được giao hàng và trong vòng 5 ngày làm việc, thì chọn câu C là phù hợp. Câu A là kể từ khi, còn đâu câu B là giữa thì between phải đi với and, còn câu câu D là ở bao, có nghĩa là ở trên thì không phù hợp, nên là chọn câu C. Rồi, chính xác ha. Ở đây các em nhìn nè, sau cái ô trống chúng ta có một cái thời gian 5 business days là 5 ngày, đúng không? Nếu mà cái từ since này nè nó cộng cho thời gian thì nó là từ nhận diện của thì hiện tại hoàn thành. Mà em nhìn câu này có phải hiện tại hoàn thành không? Nó là tương lai rõ ràng cho nên đâu có dùng since được. Được chưa? Between thì như bạn nói phải đi chung với gì? And. Nhưng mà có and không? Không. Above là ở trên, mình đâu thể nào nói trên 5 ngày. Nha, above là trên, mà trên một cái khoảng cách nào đó. Ví dụ ở đây trên cái này nha, cho nên mình sẽ chọn câu C, within. Ở đây mình nói là bất kỳ cái đồ nội thất nào mua tại công ty này và trong vòng tháng 2 thì sẽ được giao trong vòng 5 ngày. Mà mua trong tháng 2 thì 5 ngày người ta sẽ giao cho mình đến nhà mình. Vì thế chọn câu C nha, within là trong vòng. Các em có thể ghi nghĩa vào nha, bạn nào sai câu này ghi vào. Rồi, câu 27 luôn em.
Dạ, câu 27 chọn câu B về nó là danh từ, nó kèm theo sau một giới từ. À, dịch nghĩa nghĩa là à, cái người quản lý này trình bày dữ liệu về nhân viên, nhấn mạnh những thành tựu mà có thể đo lường được. Rồi, trong câu này thì là một câu về loại từ nè, cho nên là chúng ta cũng không cần dịch cũng được ha. Mình thấy là trước câu trống là có từ with. With là một giới từ để em, giống như in, on, at, with. Đó thì nhớ cho cô, sau cái từ with thì chúng ta sẽ cần một là danh từ, hai là verb in. Được chưa? Mà chỗ này mình nhìn vào đáp án đi, có verb in không? Không thì chọn cho cô danh từ. Mình nhìn là bạn nào không biết danh từ thì đầu tiên đuôi it là đuôi gì? Đuôi này là đuôi tính từ, đúng không? Câu C, I, Z, E. Đây, đuôi này là đuôi gì? Danh, à, động từ. Và câu D là động từ thêm ED. Thì chúng ta chỉ có danh từ là câu C thôi nè. À, vì thế mình chọn câu B, danh từ. Có danh từ là câu B duy nhất nữa. Rồi, sự nhấn mạnh nha các em. Ok, bạn Chí, câu 28, 29. À, thưa cô, câu 29 thì em chọn câu A. À, cái câu này dịch là ngay cả những nhân viên ban đầu không quen thuộc với cái phần mềm này thì cũng có thấy dễ sử dụng. Mấy câu kia thì em thấy nghĩa nó không phù hợp. Câu B nghĩa là hàng năm. Câu C nghĩa là thành công, còn câu D nghĩa là vô tình. Thì em thấy câu A là ban đầu thì nó phù hợp. Ok. Rồi giờ các em nhìn cho cô ha. Ở đây thì chúng ta dịch ra, bạn cũng dịch cái câu và bạn dịch những cái từ ra luôn nè. Mình nói là thậm chí là những nhân viên, initially có nghĩa là ban đầu, và thậm chí là những nhân viên mà ban đầu không có familiar with, là quen với. Mình có cụm từ này có nghĩa là quen với cái phần mềm mới thì thấy nó dễ để sử dụng. Tức là thậm chí là những người ban đầu mà chưa biết gì về phần mềm, chưa quen với phần mềm này thì vẫn thấy nó dễ để sử dụng. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu A thôi, initially là ban đầu ha. Rồi, câu 29 luôn em. Rồi, Chí tiếp tục câu 29 nha. Mình bật mic lên. À, thưa cô là em thấy ở sao là có approve là động từ. Thì em chọn trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Em chọn C. Đúng rồi, chính xác em. Còn mấy câu này là những bạn nào sai thì xem kỹ lại cho cô nha. Nếu mà mình thấy mình chưa rõ về cái phần loại từ thì em xem lại sách ngữ pháp, hoặc là chưa rõ nữa mình xem lại mình không hiểu nữa thì mình có thể nhắn tin riêng với cô để cô sắp xếp trợ giảng kèm cho mình nha. Tại vì những câu loại từ như thế này mà mình sai thì rất là tiếc. Mấy câu này mình gọi là mấy câu gỡ điểm đó các em. Tại vì từ vựng thì nó mênh mông, nó bao la nha, cho nên đôi khi những cái câu từ vựng thì mình làm sai thì nó không ổn lắm. Mà những cái câu về loại từ, tại vì mình có bốn loại từ thôi: danh tính, động trạng và một số những cái quy tắc. Tức là đứng trước động từ, bổ nghĩa cho nó là gì? Là trạng từ. Bổ nghĩa cho danh từ là tính từ. Kiểu như thế, cho nên mình phải nằm lòng, thuộc lòng những cái này. Ở đây chúng ta có từ will nó. Thì sao will là gì? Là verb không. Cho nên cái từ approve này nó là động từ. Will là modal verb đúng không? Cho nên sao will sao là động từ. Thì cái từ approve này nó là động từ này các em. Vậy thì ở đây trước động từ là gì? Là trạng từ. Vậy trạng từ mình chọn câu C ha. Cho nên là mình chọn trạng từ này, will này. Rồi, đó là câu 29. Tiếp theo bạn Nhật, câu 30, 31. Yeah, câu 30 em chọn câu D. Dịch ra là cái Toronto này là một trong ba thành phố được xem như là nơi tổ chức hội nghị tiếp theo của cái gì đó. Cái trong list từ vựng là be considered as, là được xem như. Chính xác. Nhà mình có một cái cụm là be considered as, là một cái cụm nó đi chung như thế là được xem như. Thì ở đây bạn dịch chính xác nè, Toronto nó là một trong ba thành phố mà được xem như là cái host, là cái thành phố mà tổ chức ha, cho cái hội nghị lần kế tiếp. Cho nên mình chọn câu G. Nha, một cái cụm nó như thế, các em nhớ nha. Be considered as, được xem xét là cái gì đó. Rồi cho nên chỗ này mình chọn câu G. Rồi, tiếp theo câu 30. Rồi mình qua phần 6 ha, câu 31 nha. Câu 36 dịch là chúng tôi vui khi thông báo với rằng là cái những máy móc thiết bị mới sẽ được lắp đặt vào cái văn phòng chính, sẽ được hoàn thành, và những cái máy này sẽ giúp cải thiện cho cái khối lượng công việc của nó. Bằng cách
khối lượng công việc bằng cách cho phép kiểu như là linh hoạt trong sản xuất, nên em chọn sẽ cải thiện là chọn câu C. Rồi, ok. Ở đây mình sẽ chia thì tương lai nha. Tại vì khi mà mình đọc cái announcement, một thông báo này, thì mình biết là toàn bộ sự việc này đều diễn ra tương lai. Thì cô dịch sơ sơ cho mình. Tôi rất vui để mà thông báo là cái việc lắp đặt của những cái thiết bị sản xuất mới trong cái plan nhà máy của chúng ta đã vừa hoàn thành rồi, tức là vừa lắp đặt xong, đúng không? Cho nên là gì? Những cái máy mới này nó sẽ cải thiện cái lượng công việc bằng cách là cho phép cái sự linh hoạt trong cái khâu sản xuất. Đó, với 6 cái máy chứa, cái bồn trộn như thế nào đó thì mình đọc hết cái này nha. Nhưng mà cuối cùng là gì? Rồi, ông Jim Martin này nè là người sẽ chịu trách nhiệm về cái vấn đề này, sẽ liên lạc với bạn sớm thôi với những cái chi tiết về vấn đề này. Thì khi mà mình đọc hết bài này thì mình thấy được là gì? Người ta vừa mới lắp đặt những cái thiết bị này trong cái nhà máy của người ta, đúng không? Và ở đây là một cái câu như dự đoán. Thì khi mà những cái thiết bị lắp đặt rồi thì người ta dự đoán là những thiết bị này nó sao sẽ cải thiện cái chất lượng công việc bằng cách cho phép cái sự linh hoạt trong cái khâu sản xuất. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ chia tương lai nó giống như là một cái câu mà dự đoán gì đó. Mình lắp đặt xong thì mình nói là những cái máy này nó sẽ cải thiện cái sự linh hoạt trong công việc. Cho nên mình chọn câu C nè. Tiếp theo bạn Tuệ câu 32-33. Rồi bạn comment nha, cho nên là cô đọc cho bạn. Câu 32 bạn chọn câu A có tính từ và chúng ta có cấu trúc là sau giới từ of thì cần danh từ, trước danh cần tính. Rồi các em nhìn cho cô câu 132 nè. Thì câu này nó cũng là câu về loại từ này các em. Mình thấy cái từ of thì sau of là gì? Đây, sau of là một danh từ. Vậy mình có danh từ chưa? Có rồi, cái từ sign. Vậy trước danh từ là mình cần gì? Cần tính từ. Mà ở đây tính từ là câu A thôi. Đưa in là đưa tính từ này các em. Nhớ chưa? Cho nên ở đây mình chọn tính từ đứng trước danh từ ha. Rồi tiếp theo câu 33. Câu 33 bạn chọn câu G là việc nâng cấp. Bạn dịch là việc nâng cấp này là một cách quan trọng để đảm bảo rằng Bayer Manufacturing tiếp tục dẫn đầu trong ngành công nghiệp nước hoa. Loại câu A đề xuất, câu B hợp đồng, câu C là sự ấn tượng. Giờ các em nhìn cho cô ha. Câu 33 để cô phóng nhỏ lên tí. Rồi, câu A3 này thì mình cần phải dịch nghĩa thôi. Ở đây nha, mình dịch là gì? Những cái máy mới này nó sẽ cải thiện được cái công việc bằng cách cho phép cái sự linh hoạt trong cái khâu sản xuất với 6 cái tank là cái bồn mà pha trộn nhiều kích cỡ khác nhau, thì chúng ta mong đợi rằng là sẽ có thể hoàn tất được số lượng lớn những cái đơn đặt hàng từ nhỏ cho đến lớn luôn. Và cái gì nó rất quan trọng hoặc là một cách quan trọng để đảm bảo rằng là các công ty này sẽ tiếp tục là người dẫn đầu trong cái lĩnh vực nước hoa. Vậy thì mình sẽ nói là cái sự nâng cấp này là một cái cách rất là quan trọng để đảm bảo là công ty của mình tiếp tục dẫn đầu. Sự nâng cấp là gì? Là nó thay máy mới nè các em, đúng không? Nó thiết lập những cái máy mới nè, new machine nè. Cho nên từ đây thì mình gọi là cái sự nâng cấp này đó thì nó rất quan trọng để đảm bảo là công ty của mình sẽ tiếp tục là dẫn đầu trong cái lĩnh vực này. Cho nên chọn câu D thôi. Rồi đó là câu 33. 33 xong rồi. Tiếp theo bạn Nam câu 34-35. Câu 34 thì em dịch cái câu cuối là Jim thì cái người tổ chức cái nỗ lực này sẽ sớm liên hệ với từng bạn để cung cấp thông tin chi tiết. Thì em thấy câu D có nghĩa là tất cả nhân viên phải được đào tạo về cái thiết bị cuối tháng, thì em thấy câu D là hợp lý nhất nên em chọn câu D. Đúng rồi, chính xác ha, tại vì nó đang nói về cái vấn đề đào tạo. Ở trên thì em thấy là cái đoạn trên nó thông báo về cái việc là gì? Nâng cấp máy móc, đúng không? Thay máy móc các kiểu. Và ở dưới là ông Jim Martin, người mà chịu trách nhiệm cho cái việc này sẽ liên lạc với bạn về chi tiết sớm thôi. Vậy thì mình có thể dịch từng câu. Câu A, những người quản lý đã hoàn thành một cái tour trong nhà máy vừa hôm qua. Có liên quan không? Không. Cái người quản lý người ta đi tour thì kệ người ta. Cũng liên quan gì câu B, thật không may cái chi phí lắp đặt này thì nó hơn chúng ta dự tính. Nếu mà đề cập đến chi phí thì câu trước hoặc câu sau nó phải nêu lên chi phí là bao nhiêu, phải có giá tiền thì nó mới liên kết được. Còn này em không thấy nó không hoàn toàn đề cập đến chi phí thì cho nên câu B không được. Câu C, như bạn biết đấy, ngành công nghiệp của chúng ta thì nó đang cạnh tranh rất là cao. Rồi ông Jim Martin, người chịu trách nhiệm này sẽ liên lạc với bạn chi tiết sớm thôi, cũng không liên quan nha. Và mình sẽ chọn câu D là tất cả mọi người phải được train là gì? Đào tạo về những cái thiết bị mới vào cuối tháng này. Tức là ở trên thì thông báo về việc là lắp đặt thiết bị mới, cho nên ở dưới là gì? Mọi người đều phải được training nha, phải được đào tạo về cái thiết bị mới vào cuối tháng. Và cái người đào tạo là ai? Ông Jim Martin nè, người chịu trách nhiệm cho cái việc này, là cho cái việc đào tạo thì sẽ liên lạc với bạn về chi tiết, tức là đào tạo ra sao, ngày mấy, tháng mấy, đào tạo như thế nào, thì ông ta sẽ liên lạc với bạn về những cái chi tiết của vấn đề này sớm thôi. Cho nên là câu G nó sẽ phù hợp nhất
ha. Rồi đó câu 30 của tiếp theo 35 luôn em. Dạ câu 35 thì em dịch là tiếp thị của cái doanh nghiệp của bạn có thể dễ gây nhầm lẫn, thì báo qua tạp chí là những cái vẫn là những cái điểm hữu ích để quảng cáo, thì em chọn câu A. Rồi mấy cái còn lại em dịch là sao? Nowhere thì em dịch là không có nơi nào, còn soon thì sớm, với lại evenly là như nhau ạ. Đúng rồi ha, cái chỗ này mình still là vẫn ở đây nè. Mình có thể dịch cái bài này nó đang nói ở trang web đúng không? Marketing your business can be confusing. Cái việc quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn thì có thể là rất là khó khăn ha, khó khăn. Newspaper and magazine, báo và tạp chí thì nó vẫn là những cái phương tiện hữu ích cho cái việc quảng cáo. Em có thể thấy là ngày nay người ta vẫn quảng cáo trên báo và tạp chí đúng không? Nhưng mà gì, những cái phương tiện truyền thông nè thì nó đã trở nên là một cái thành phần mà quảng cáo nó rất là quan trọng. Dạo này quảng cáo là toàn gì lên TikTok nè, lên các kiểu Facebook các kiểu đó, cho nên là ít người ta sử dụng báo chí rồi, mặc dù nó vẫn là một cái phương tiện quảng cáo ha. Tuy nhiên là có nhiều người ta đã chọn cái phương pháp là gì, những cái phương tiện truyền thông, cho nên chỗ này mình chọn still. Rồi tiếp theo câu 36, 37 bạn mình. Dạ, câu 36 em dịch là các cái nền tảng truyền thông xã hội thì nó trở nên quảng cáo tiếp thị quan trọng hơn. Đấy, thì câu trước là báo và tạp chí là thích hợp để quảng cáo, nhưng mà cái tiếp thị truyền thông này nó quan trọng hơn, cho nên là em chọn however là tuy nhiên, cái này nó còn quan trọng hơn. Đúng rồi, chính xác ha, mình thấy là hai vế nè. However là tuy nhiên, tại vì vế trước là gì? Báo và tạp chí vẫn là những cái phương tiện hữu ích cho cái việc quảng cáo. Tuy nhiên, những cái nền tảng mạng truyền thông xã hội thì nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tại vì bây giờ em cũng có thể thấy là phát triển công nghệ rất là nhiều ha. Ở đây cho nên mình chọn là tuy nhiên nha. Rồi, đó là câu 36. Tiếp theo 37 luôn em. Câu 37 em chọn C, nhưng mà câu trước đó em chưa hiểu lắm, còn giải thích giúp em. Rồi ok ha. Câu 37 để làm được câu này thì mình phải biết được câu trước và câu sau. Vậy mấy câu trước thì mình đọc mình hiểu là gì? Người ta nói là báo và tạp chí ha, là những cái phương tiện hữu ích cho việc quảng cáo. Tuy nhiên bây giờ những cái nền tảng mạng xã hội thì nó cũng phát triển. Tức là mình đang có hai phương tiện để mình quảng cáo đúng không? Một là phương tiện truyền thống là báo tạp chí. Thứ hai là phương tiện hiện đại hơn là quảng cáo qua nền tảng mạng xã hội và phương tiện truyền thông đó. Rồi tiếp tục, người ta nói là cái công ty Key West Communication, em biết đây là một cái trang web là chuyên quảng cáo nè, và trang web này là cái trang web nói về là Key West Communication, người ta quảng cáo công ty người ta nói là Key West Communication utilize, động từ này có nghĩa là tận dụng cả hai phương tiện, đó chính là traditional là truyền thống và phương tiện hiện đại. Tức là nó tận dụng được hai cái phương tiện luôn, kết hợp hai cái luôn, vừa truyền thống vừa hiện đại luôn. Hai cái nền tảng để quảng cáo này. Rồi, câu sau là gì? In addition to exceptional print service, ngoài những cái dịch vụ là in ấn ra, thì công ty của nó còn có thể là có những chuyên gia và giúp bạn trong cái vấn đề gì nữa. Thì để 137 thì mình biết được câu trước và câu sau rồi, đúng không? Giờ mình dịch từng câu này. A, những cái professional là chuyên gia về lĩnh vực marketing thì có những cái ý kiến trái chiều nhau, liên quan không? Không. Tự nhiên những cái chuyên gia marketing có những ý kiến trái chiều nhau. Phía trước người ta đang nói là người ta tận dụng sử dụng hai phương tiện này, rồi những cái chuyên gia này có ý kiến trái chiều nhau, không liên quan. Có ý kiến trái chiều sao mà công ty này có những chuyên gia giúp bạn, vì nó cãi lộn nhau trái chiều thì giúp mình kiểu gì ha? Cho nên nói cái này không ok. B, phương tiện truyền thống thì là một có ảnh hưởng tuyệt vời nhất. Ở đây thì nó đang đề cập đến phương tiện truyền thống đúng không? Nếu mà phương tiện truyền thống nó có ảnh hưởng tuyệt vời nhất thì nó lại thấy nó đối lập với câu trên. Tại vì câu trên nó nói là vẫn sử dụng phương tiện truyền thống, nhưng bây giờ mạng xã hội nó đang trở nên quan trọng hơn. Tự nhiên câu trên vừa nói là cái nền tảng quảng cáo qua mạng xã hội nó quan trọng hơn. Dưới đây nó là phương tiện truyền thống, tức là báo với tạp chí, nó là phương tiện tuyệt vời nhất. Em thấy nó trái lập chưa? Đó, cho nên không chọn được. Nhà câu C, chúng tôi sẽ phát triển một cái kế hoạch đa dạng cho cái doanh nghiệp của bạn. Câu này nó phù hợp là vì sao? Vì ngay cái chỗ công ty quảng cáo của nó biết tận dụng cả hai cái mảng là truyền thống và hiện đại. Vì nó tận dụng được hai cái mảng này nè, cho nên nó sẽ có những cái kế hoạch nó đa dạng để mà nó quảng cáo cho cái công ty, cho doanh nghiệp của người này. Vì thế mình chọn câu C nè. Ha, thì đây là cái điểm mạnh của nó.
Tại vì nó hiểu được cái tầm quan trọng của hai cái. Mặc dù là truyền thống bây giờ ít người quảng cáo qua tạp chí, báo chí, nhưng nó vẫn hiểu được, vẫn còn có giá trị quan trọng. Cho nên nó tận dụng cả hai phương tiện này. Và vì thế nó có thể phát triển được một cái kế hoạch đa dạng cho một doanh nghiệp. Vì thế mình chọn câu C nè. Nha, và câu D là chúng ta, tôi gần đây đã thay đổi cái điều khoản của dịch vụ. Không liên quan luôn. Cho nên chỗ này câu C là nó phù hợp nhất các em. Rồi, đó là câu 37. Tiếp theo câu 38, 39 bạn Duyên. Dạ thưa cô, 38 em chọn câu B ạ. À, tại vì em nghĩ là sao cái chủ từ nó cần cái động từ cho nên em chọn B ạ. À. Ừ, đúng rồi, chọn câu B ha, optimize. Ở đây nè các em, đây là câu về loại từ. Vậy mình nhớ cho cô một cái cấu trúc nha. Help. Đây động từ này. Cái động từ help là giúp đỡ, thì sau động từ này mình cộng cho tân ngữ và mình cộng cho verb nguyên mẫu. Lưu ý cho cô nha. Rồi, ví dụ mình nói tôi sẽ giúp bạn mở cái cửa, I will help you open the door. Đó, cho nên là sau help sẽ cộng cho tân ngữ và cộng cho động từ nguyên mẫu. Vì thế chỗ này mình chọn optimize, tối ưu hóa. Rồi, đó là câu 38. Ghi cho cô cái công thức này nha các em. Tiếp theo câu 39 luôn. Dạ, cô 39 em làm sai ạ. À. Em chọn câu gì vậy? 39 em chọn câu C. Rồi, bây giờ ha, cô dịch nghĩa câu này cho mình. Đây là một cái lá email. Và email này thì nó nói là this email serves as. Cái email này thì nó như là một cái receipt, là hóa đơn cho cái registration, cho cái đăng ký của bạn. Hoặc chấm chấm chấm. Confirm là xác nhận cái sự tham gia của bạn cho cái triển lãm nông trại từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 này. Vậy thì ở đây nè, em thấy là đây, tức là cái email này, mục đích của email này thứ nhất nó là hóa đơn, đúng không? Nó như là một hóa đơn cho cái việc đăng ký của bạn. Và ngoài hóa đơn ra thì nó còn gì? Nó còn là để xác nhận cái sự tham gia của bạn cho có hội chợ triển lãm này. Cho nên chỗ này mình chọn là câu D nha. Whereas là trong khi. Thì sau whereas mình cần một mệnh đề các em. Ở đây là gì? Confirm là động từ rồi, không được. Rather than hơn là. Nha. In case là trong trường hợp. Sau in case cũng cần mệnh đề luôn nha. Rồi. Và mình có từ and also là cũng như. Thì mình dịch câu D này nó phù hợp nhất nè. Cái email này nó là một cái hóa đơn cho cái việc đăng ký của bạn. Và nó cũng là để confirm, là xác nhận cái sự tham gia của bạn cho cái hội chợ nông trại này vào ngày 14 đến ngày 16 tháng 7. Đó, cho nên mình chọn câu D ha. Rồi, tiếp tục câu 40-41. Bạn Trúc comment nè. Bạn chọn B ha. Câu 40 chọn B, sau danh từ cần tính từ. Rồi các em nhìn cho cô câu 40 nè. Câu 40 là một cái câu thuộc về loại từ này các em. Vậy thì ở đây nha, chúng ta sẽ có cái từ space là gì? Không gian nha. Như là một cái người triển lãm quay trở lại á, thì cái chỗ này này nè, sẽ cung cấp cho bạn một cái không gian cho thuê với cái giá giảm. Vậy đây cung cấp thì phải cung cấp cái gì đó, đúng không? Tại vì đây chúng ta đã có chủ từ này nè, là chỗ này. À, sau chủ từ cần động từ thì nguyên cái này là động từ. Sau chủ từ, động từ đến tân ngữ, thì tân ngữ là danh từ, thì mình đã có space là danh từ rồi. Vậy trước danh từ là cần tính từ. Vậy tính từ là câu gì? Câu be rental space, hoặc một cái không gian cho thuê với cái giá giảm. Rồi cho nên mình chọn câu B ha, đó là câu 40 các em. Về loại từ đó lắm. Tiếp tục câu 41. Bạn chọn câu A do lý do câu trước và câu sau là lời nhắc nhở về công tác chuẩn bị cho sự kiện và câu cần điền bổ sung thêm thông tin. Ừ, chính xác. Rồi câu 41 này cũng là cái câu về dịch nghĩa nha. Mấy câu về dịch thì mình phải dịch cái đoạn câu trước câu sau nó. Thì ở đây câu đầu tiên là người ta xác nhận là cái hội chợ này diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16, đúng không? Rồi và người ta sẽ cung cấp một cái chỗ hoặc một cái không gian cho thuê với cái giá giảm. Tiếp tục, please be aware of the new requirement. Bạn làm ơn hãy lưu ý về cái requirement là gì? Một cái yêu cầu mới khi mà bạn chuẩn bị cho cái không gian. Không gian ở đây mình hiểu là những cái gọi là những cái buồng triển lãm. Tại vì giống như là ở trường mình hay tổ chức mấy cái triển lãm ngày hội việc làm, ngày hội sách các kiểu đây, thì nó sẽ có những cái gian hàng, gọi là những cái buồng, những cái gian hàng. Thì ở đây người ta nói là làm ơn hãy be aware of, hãy biết về những cái yêu cầu mới của năm nay khi mà bạn chuẩn bị cho những cái gian hàng của bạn. This year, năm nay, tất cả những cái booth và những cái gian hàng nè thì phải được hoàn thành sẵn sàng trước 8 giờ tối ngày 13 tháng 4. Đó, tại vì ngày 14 này là bắt đầu triển lãm đây nè các em. Cho nên người ta nói là nếu mà mình có gian hàng trong đó thì gian hàng mình phải xong xuôi hết trơn mọi thứ trước 8 giờ tối ngày 13 tháng 7. Đúng chưa? Thì câu này nó đang hướng dẫn mình cái cách chuẩn bị gian hàng. Vậy câu sau là gì? Bàn sẽ được cung cấp bởi nhà tổ chức
như những năm trước, thì mình thấy có thể là nguyên đoạn này nó đang hướng dẫn mình cái cách sắp xếp cái khâu tổ chức gian hàng để chuẩn bị như thế nào cho cái ngày hội triển lãm, đúng không? Vậy thì cái khâu giữa này 141 nó cũng phải là liên quan, nó liên kết về cái khâu mà hướng dẫn. Câu A, this là cái điều này, bao gồm cái việc là bạn bỏ trash, là bỏ rác, tức là mình dọn dẹp sạch sẽ rác hết trơn, và bạn đã gói tất cả những cái đồ dùng material, những cái đồ dùng, những cái vật liệu của bạn. À, còn câu B, số lượng của những cái gian hàng bán thức ăn thì nó tăng vào những năm nay. Mà em thấy là cái này có bán thức ăn không? Đây là cái nông trại, nông sản các kiểu. Nhưng mà nếu mà mình chọn câu B thì nó cung cấp một thông tin không liên quan. Số lượng của những gian hàng bán thức ăn thì nó tăng vào những năm nay, không liên quan, tại vì ở đây đang nói về cái hướng dẫn mà. Còn nếu mà em chọn câu B thì nó phải lên trên đây, nó đang giới thiệu về cái hội chợ nông trại này, thì nó mới phù hợp với đoạn 1 hơn. Câu B nó không phù hợp với đoạn 2 nha. Câu C, một cái schedule, một cái lịch, một cái lịch chính xác sẽ được công bố sau đó, một cái lịch chính xác sẽ được thông báo sau đó, thì càng không liên quan, tại vì ở trên đây nó đã xác nhận cái lịch rồi. Đây là một cái lịch chính xác, là nó gửi thư cho người ta về cái lịch nè, cho nên mọi thứ đã lên kế hoạch rồi, mà tự nhiên nó bảo là cái lịch được công bố ngoài sau là sai rồi. Còn câu D là cái chỗ Listock Palisade này này sẽ tọa lạc gần với cái lối ra ở phía nam, càng không liên quan nha. Cái chỗ này tọa lạc ở đâu thì liên quan gì, nó không có cung cấp sự hướng dẫn, cho nên mình sẽ chọn câu A. Câu A nè, mình ghép vào nè, làm ơn lưu ý về những cái yêu cầu cho cái khâu tổ chức và khâu chuẩn bị cái không gian của bạn. Năm nay tất cả những gian hàng phải được hoàn thành sẵn sàng trước 8 giờ ngày 13 tháng 7. This include, tức là cái việc này nè, cái việc mà sẵn sàng thì nó bao gồm cái việc là mình phải dọn sạch sẽ rác hết trơn, và mình phải đóng gói hoặc những cái đồ dùng của mình để ngày mai mình lấy ra mình triển lãm. Cho nên chỗ này nó phù hợp nhất, đang nói về cái khâu hướng dẫn tổ chức. Đó là câu 41. Rồi, bài Tuyết Anh 42, 43. Dạ thưa cô, là câu 42 là em chọn câu C ạ. À. Dịch ra là cảm ơn bạn một lần nữa vì sự tham gia của bạn vào sự kiện của chúng tôi. Dạ thưa cô, là câu A là phát hiện, câu B là khảo sát, câu C là sự kiện, câu D là phiếu bầu ạ. À. Dạ, ở trên là liên quan tới sự kiện nên em chọn câu C ạ. À. Chính xác, đúng rồi, tại vì nguyên bài này đang nói về cái sự kiện là triển lãm nông sản nha, đúng không? Đó, hội chợ nông sản nha, cho nên ở đây mình chọn câu C thôi, chứ nãy giờ người ta đâu yêu cầu làm khám phá hay là khảo sát hay là bầu chọn gì đâu. Và cảm ơn bạn một lần nữa vì đã đồng ý tham gia vào sự kiện của chúng tôi, tại vì trên đây nó xác nhận là ông này sẽ tham gia nè, đúng không? Xác nhận là bạn tham gia vào cái sự kiện này. Đó, ngày 14, ngày 16. Cuối cùng là người ta cảm ơn. Đó là câu 42. Rồi, dưới này câu 43 luôn đi. Dạ, câu 43 thì mình cần điền một danh từ, bởi vì phía trước là tính từ nên mình cần điền danh từ, thì em chọn câu C ạ. À. Là câu A là verb ed, câu B là verb in, còn câu B là verb in, còn câu D là động từ nguyên mẫu, chứ có câu C là noun. Đúng rồi. Chính xác ha. Ở đây là câu về loại từ nè. Các em nhìn nè. Thì sau chúng ta cần gì? Cần một danh từ. Leading là một tính từ. Verb base là một tính từ nè. Hai cái này nó nối với nhau. Cái này là tính từ. Thì nó chưa có danh từ, cho nên cái ô trống này mình cần danh từ. Vậy mình dịch chỗ này. Đây là một cái article, một bài báo nè. Nha, bài báo này ở Manchester ngày 10 tháng 4. Thì người ta nói là một cái enterprise, mình học rồi, nó bằng với firm và bằng với company là công ty, đúng không? Công ty này nè là một cái producer, nhà sản xuất họ dẫn đầu mà ở Beijing, về cái những cái hàng hóa cleaning, là lau dọn nè, thì nó đang mở rộng cái lãnh thổ của nó. Đó, công ty này vừa mới mở một cái plant, cái công một cái nhà máy đầu tiên ở nước Mỹ, ở bang Indianapolis này nè. Rồi trong 40 năm qua thì công ty này nó đã làm, nó đã tạo ra, sản xuất và phân phối những cái sản phẩm lau dọn về ngành công nghiệp nè, cũng như là những cái sản phẩm lau dọn hộ gia đình cho rất là nhiều những cái vendor, những cái người bán hàng, bao gồm những cái chuỗi cửa hàng bán lẻ và những cái chuỗi khách sạn luôn trong suốt ở châu Âu. Rồi, đó là câu 43 bạn giải thích rồi nha. Hai câu còn lại của cô, để cô xem câu gì. Hai câu còn lại là 44, 46. Rồi, câu 44 này, như cô dịch câu trước rồi thì em thấy là câu trước nó đang nói về gì. Đây, câu trước này nó đang giới thiệu về công ty của nó, đúng không? Trong 40 năm qua thì công ty Spark
Spectral Pro này nó đã tạo ra ha, và nó phân phối những cái sản phẩm lau dọn trong công nghiệp cũng như là ở hộ gia đình cho rất là nhiều những cái nhà bán hàng. Thì nó bao gồm là những cái chuỗi bán lẻ nè và những cái chuỗi nhà hàng khách sạn luôn. Tức là những cái sản phẩm đó được rất nhiều người sử dụng. Chuỗi bán hàng là nó phân phối qua đó, và những cái khách sạn lớn thì nó phân phối luôn những cái sản phẩm lau dọn của nó trong châu Âu luôn. Vậy thì câu đó mình sẽ xem nha, 144 nó phải là cái gì liên quan. Câu A, những cái đồ lau dọn á, nó water based là nó về nước á, thì nó đã trở nên mắc hơn. Nãy giờ nó có nói về chi tiết của những cái sản phẩm của nó không? Không. Và khi nó đề cập mắc hơn thì ở trước hoặc ở sau nó phải có giá tiền chứ, đúng không? Cho nên câu A thì mình thấy không phù hợp. Tại vì nãy giờ nó không hề đề cập đến chi tiết của sản phẩm, mà câu trước nó đang nói là gì? Sản phẩm nó được phân phối cho ai, tức là ai là khách hàng của nó. Rồi câu B, website của công ty thì có liệt kê ra tất cả những cái nhà bán hàng lớn, tức là những nơi mà nó phân phối. Thì em thấy là có sự phù hợp là cái từ ở đây có vendor, và trước nó có từ vendor này kìa. Đâu rồi? Đây, đúng không? Chúng ta thấy có sự liên kết. Tiếp tục câu C, the hotel là nhà hàng, nó được tọa lạc một cách tiện lợi ở hầu hết những cái thành phố. Nó có liên quan không? Ở đây mặc dù ở ngoài trước nó có đề cập đến nhà hàng, nhưng ở đây ý của nó là gì? Công ty của tôi đã phân phối sản phẩm cho rất là nhiều những cái chuỗi bán lẻ và những cái nhà hàng ở những cái khách sạn lớn nha. Nhưng mà cái công ty là những cái khách sạn này được tọa lạc một cách tiện lợi ở hầu hết của thành phố, thì tự nhiên nó này chi liên quan gì? Khách sạn này nó tọa lạc ở đâu thì kệ nó, miễn là mình giới thiệu là ồ, công ty mình được rất là nhiều những cái khách sạn tin tưởng dùng cái sản phẩm thì để tạo niềm tin cho người ta được rồi. Chứ những cái khách sạn đó tọa lạc một cách tiện lợi thì kệ nó chứ liên quan gì, đúng không? Cho nên loại câu C. Rồi câu D là gì? Những cái cơ sở nhà máy khác á, thì nó đang được bán, hoặc nó được bán cũng không liên quan luôn. Cho nên chỗ này mình thấy có câu B thôi. Câu B ý là vậy nè, trước đó nó nói là chỗ nó đã cung cấp sản phẩm lau dọn nè cho rất là nhiều những cái nhà bán hàng nha, bao gồm là những chuỗi bán lẻ nè và những khách sạn cũng sử dụng sản phẩm của nó luôn. Rồi và câu tiếp theo là gì? Nếu mà nó nói như thế người ta không tin, kiểu như là nói có sách mách có chứng, cho nên nếu nói như vậy thì người ta sẽ nghĩ là nó bịa ra để nó tạo niềm tin uy tín các kiểu. Thì người ta nói thêm một câu là gì? Cho nên chỗ này nó nói thêm một câu là gì? Website của công ty chúng tôi thì có liệt kê ra tất cả những cái nhà bán hàng lớn, tức là muốn biết những nhà bán hàng đó là ai, ai sử dụng sản phẩm của nó thì lên website có danh sách luôn đó, có tên công ty luôn đó. Cho nên đây giống như là một cái minh chứng cho cái lời nói phía trước của nó ha. Vì thế đây mình chọn câu A. Rồi đó là câu 44 ha. Câu tiếp theo là câu 46. Rồi câu 46 này thì mình đọc tiếp nè nha. Rồi cái cơ sở ở nơi này thì nó yêu cầu là gì? Công ty phải thuê là thêm 300 nhân viên nữa. Tức tại vì mở cơ sở mới cho nên là cơ sở này thì yêu cầu phải thuê thêm 300 nhân viên trước cuối năm nay để mà có thể đạt được cái công suất full capacity, là công suất tối đa luôn. Theo như cái người này, ông này là một cái giám đốc của cái chi nhánh việc vận hành ở Bắc Mỹ nè, thì cái tập đoàn Sparkle Pro này tự tin rằng nó sẽ có thể là train là đào tạo phần lớn những nhân sự một cách nhanh chóng. Tại vì ở đây là thuê 300 người mà đâu phải thuê vô là người ta biết làm liền, đúng không? Em phải còn training các kiểu nữa. Nhưng mà cái ông giám đốc này ông rất là tự tin, ông tự tin rằng là công ty của chúng tôi sẽ có thể train là đào tạo số lượng lớn nhân viên một cách nhanh chóng. Và cái ông này thì bày tỏ là gì? No significant, không có cái gì lớn lao trong cái việc đáp ứng những nhu cầu này. Vậy thì decree là gì? Giảm. Challenge có nghĩa là thách thức. Project là dự án. Candidate là ứng cử viên. Tại vì câu ở trên là ông ta rất là tự tin rằng là ông ta sẽ có thể train một phần lớn hoặc đào tạo phần lớn những cái nhân viên trong thời gian quickly là gì? Nhanh chóng. Và câu sau tiếp tục là gì? Ông này, ông mong đợi là gì? Sẽ không có bất kỳ một cái challenge thách thức nào để mà có thể là đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Và nhu cầu tức là thuê nhân viên nè, cho nên là ông ta rất là tự tin, vì thế sẽ không có bất kỳ thách thức nào dành cho ông ta đâu. Cho nên ở đây mình chọn câu B nhá. Rồi đó là cái phần giải thích cho những cái câu mà các em thắc mắc. Giờ nhá, lớp mình dành cho cô thời gian là 1 phút 30 giây xem lại cho cô tất cả những cái câu này, còn câu nào mà các em nộp lên mà giải thích mình còn thắc mắc nữa hay không. Nhà hôm nay các bạn giải thích rất là tốt. Rồi giờ mình xem cho cô nha, tất cả những cái câu mà mình thắc mắc mình nộp lên á thì nãy giờ đã ok chưa? Nếu ok rồi thì mình comment yes nha các em. Câu nào chưa hiểu thì mình cũng comment lên luôn để cô giải thích lại cho mình ha. Lưu ý những cái câu loại từ nha các em. Bạn nào bị yếu phần loại từ á thì mình về mình xem kỹ lại nha. Hoặc là yếu về ngữ pháp hay gì đó thì mình có thể nhắn với cô hoặc là trợ giảng.
để mà cô nói trợ giảng có một buổi sắp xếp kèm riêng cho các em luôn. Cái phần loại từ em thấy là nãy giờ những cái câu loại từ rất là nhiều đúng không? Những cái câu đó thì là những cái kiến thức mình phải gọi là có xoay đi xoay lại có nhiêu à. Cho nên là cố gắng nha. Cái phần nào quên thì về xem kỹ bài lại. Xem mà ví dụ cái phần đó nó thuộc cái bài mà em bị vắng gì đó mình chưa hiểu thì nói với cô sắp xếp trợ giảng kèm cho mình. Rồi tất cả các bạn mình comment hết luôn nha. Ok rồi thì comment yes. Câu nào chưa hiểu thì comment cái câu ra các em. 30 giây nữa nha. Để cô chốt nào. Ok, cô thấy mình yes hết rồi. Giờ nha, hỏi một số những cái kiến thức nè. Tất cả các em đều comment cho cô nha, ôn lại bài một tí nè. Giờ mình thấy là ô trống, trước ô trống có động từ to be. Vậy cái ô trống đó em cần lại từ gì? Danh tính động trạng, comment cho cô nè. Nhớ bài nhanh mình comment nha. Đó, bổ nghĩa cho to be là gì? Very good. Chính xác, bổ nghĩa cho to be là tính từ nha. Vậy đứng trước tính từ là loại từ gì các em? Comment cho cô. Đứng trước tính từ là loại từ gì? Bổ nghĩa cho tính từ đó. Em thấy ô trống nó đứng trước tính từ. Chọn gì cho con? Tất cả comment nhanh vào. Chúng ta sẽ cần một trạng từ. Đúng rồi. Giờ nha, mình gặp ô trống. Chú ô trống có under, this, that, these, those. Vậy sau cái ô trống đó mình cần gì? Đó, mình gặp những từ under. Vậy ô trống đó em cần lại từ gì? Chính xác nha, chúng ta cần danh từ. Nhưng mà lỡ nó đã có danh từ rồi mà nó cho mình một cái ô trống trước danh từ thì em cần gì trước danh từ? Chính xác, trước danh từ thì mình cần tính từ nha. Rồi giờ cô hỏi câu cuối nè, bổ nghĩa cho động từ thường thì cần lại từ gì? Bộ nghĩa cho động từ thường. Rồi ok, bộ nghĩa cho động từ thường thì chúng ta cần trạng từ. Nhớ nha. Rồi giờ trợ giảng mình chuẩn bị game cho cô ha. Nguyễn Anh mình tổ chức host game cho các bạn nha. Rồi các em sẽ kể ha. Rồi, tôi vừa mới gửi cái link đó bạn. Mình vô game nha. Anh mà không vô được cái link đó, mình có phải nhập cái code này nha. 592423. Nhớ là ngồi gần cái cục wifi nha, cho mặt nó khỏe xíu nha mọi người. Chứ không đang làm mà bị ao ra mất thời gian đó. Ủa sao có 13 bạn vậy? Ít quá vậy? Lớp mình nay học đông lắm mà. Mười lăm bạn được, còn ai không? Ai có vấn đề gì thì mình cứ chat lên nha.
Ô mà ý sao mà trời ơi tiếc cái cơ hội điểm cộng ghê luôn á, nay từ dễ ở luôn. Rồi 15 bạn, 16 rồi. Ok, tớ bắt đầu nha. Ô 17. Sao đến cái phút giờ phút cuối này nhiều người vô thế nhỉ? Rồi 17 bắt đầu nha, tớ bắt đầu nha. Chút ai vô sau thì mọi người cứ làm sau thôi. Canh thời gian ha.
thì trong top luôn á. Ủa sao mà đây có 107% ta? Kỳ vậy ta? Rồi, năm bạn đầu tiên. Đó, mình được điểm cộng thì mình chat luôn đây ha. Giờ cuối giờ rồi. Thu Trang này, Thanh My, Tuyết Anh, Thảo Phương và Hoài Nam. Năm bạn. Năm bạn nhanh nhất và có đáp án. Đó, mỗi bạn được cộng 5 điểm ha. Nhớ chắc điểm cộng lên ha. Giờ mình sẽ xem lại câu hỏi một chút. Sự lịch sự tiếng Anh là gì? Ở câu này có chính xác có 84% thôi. Courtesy nha. Này, đáp án này. Sự đánh giá giá trị, valuation. Ồ, câu này không ai sai. Người nhập cư, immigrant. Ồ, không ai sai, làm sao có 89% ta? À, có hai bạn hình như là bị lag, đúng không? Bản nháp, bản vẽ là, trời ơi, cái này quá dễ rồi, đúng không? Draft. Nhà kho, warehouse. Đó, mình học cái từ warehouse đó. Từ warehouse nó phổ biến hơn ha. Sinus thì nó là không ngắt quãng, không gây ra vấn đề. Trời ơi, một bạn ai đây làm cho thuận tiện, làm cho dễ dàng là facilitate chứ. Quality, cái từ này chất lượng ha. Không ai bị nhầm, không ai bị nhầm sang số lượng là quantity. Rồi một câu mà điền từ vào chỗ trống. He has a good working relationship with. Anh ấy có cái mối quan hệ làm việc rất là tốt đối với những đồng nghiệp trong công ty, đúng không? Colleges. Gì đây? Our latest model phone has several new features. Cái mẫu điện thoại mới nhất ấy, thì có rất là nhiều những cái tính năng mới, đúng không? Từ feature này hợp nghĩa nhất ha. Mà mọi người để ý xem nó có từ several nữa thì nó phải là số nhiều chứ, đúng không? Mình tinh ý ra thì mình sẽ để ý thấy. Rồi nhìn vào tranh mình thấy gì đây? Exhibition, triển lãm. Không ai sai. Ai đây? Cashier, thu ngân. Câu số 12. Cái nhiệm vụ của trường học là cung cấp cái chất lượng giáo dục cao, đúng không? Chất lượng giáo dục tốt và luôn luôn là đặt học sinh lên hàng đầu. Straightforward, nó là dễ hiểu. Flexibility mới là linh hoạt, đa năng chứ. Lưỡi dao là blade. Nhớ học kỹ từ vựng nha mọi người. Hôm nay chọn một cái từ vựng nó là lạ, cái ra là cũng sai khá là nhiều ha. Modern từ này dễ rồi, đồng nghĩa với nó là state of art, hiện đại. Đồng nghĩa với build, dễ quá dễ luôn, construct, xây dựng. Ok, đấy là 15 câu hỏi của ngày hôm nay. Chúc mừng năm bạn nha. Đó, lần sau cố gắng học từ vựng nha mọi người. Mình sắp thi rồi, còn chắc hai mấy ngày, 20 ngày nữa là thi rồi. Cố gắng lên nha. Rồi, ok các em ha. Về từ vựng thì một số bạn trong lớp mình học từ vựng rất là tốt nha. Có lời tuyên dương chung cho tất cả các em. Còn những bạn nào mà hay quên từ vựng thì cố gắng về nhà xem kỹ lại cho cô nha. Chúng ta gần thi rồi đó. Bây giờ mình có thể đếm ngược nha. Tầm 20 ngày nữa là chúng ta sẽ lên đĩa. Cho nên là cố gắng mỗi ngày mình cố gắng một tí nữa để mà sau khi mà chúng ta cùng nhau thi rồi thì về nhà kết quả nó sẽ như mình mong đợi. Được chưa? Rồi, hôm nay thì chúng ta đã giải cái test này rồi nha. Phần 5, phần 6. Vì tiếp theo, cái buổi tiếp theo thì các em sẽ soạn cho cô phần 7 nha. Nhớ mình phải làm phần 7 trước. Sau đó mình mới biết được là mình thắc mắc con nào. Rồi mình đọc cái sách dịch đó mà cô đã gửi cho mình. Và sau đó gửi lại cho cô những câu hỏi mình thắc mắc nha. Rồi đó là phần bài tập của các em. Nhớ là bài tập đúng deadline nha mọi người. Ok, hôm nay mình có gì thắc mắc không? Có câu hỏi nào không các em? Quên nữa, cô dặn lớp mình nha. Mình vào cái nhóm mà cô đã gửi trong lớp chung á. Cái lớp chung của chúng ta thì cô có gửi một cái nhóm Zalo, thì cái nhóm đó là để mà mình thi đăng ký các kiểu đó, thì bạn nào chưa vào thì mình phải vào cái nhóm đó nha. Tại vì thầy Đình Văn sẽ có một số những cái thông báo, ví dụ sắp sửa chúng ta thi thì sẽ tập trung ở đâu, rồi dắt các em đi thi, mọi vấn đề đều có trong nhóm đó. Cho nên cô đã gửi vào nhóm lớp rồi thì các em vào nha. Cô gửi hơi lâu mấy tuần trước rồi đó, mình vào nha. Rồi ok, vậy thì buổi hôm nay kết thúc ở đây nha. Gặp các em trong buổi hôm sau. Goodbye everyone, bye bye mọi người.